giờ này xuống sắc dữ vậy chị Tư? Em khỏi làm nước. Nó chuẩn bị đi về rồi. Gì vậy? Này nói đây. Đây. Sao bà Tư giờ này xuống sắc dữ vậy? Ngồi đi. Trời đất ơi, trong khi cả sớm ai cả khu phố ai cũng khen chị đẹp, có một mình em là nói chị xuống sắc. Không, chị xuống sắc, em tin không? Xuống sắc thiệt. Xuống sắc là anh á. Anh mới là xuống sắc đó. Đúng anh rồi. Nghĩ là vậy? Ăn mặc thì lôi thôi. Đúng rồi, coi cái gào luôn kìa. Này gào của nó phủ xuống. Chờ ở đây nè. Gào đúng rồi. Xoay một vòng coi, xoay một vòng coi nè. Nè, người thì thơm tho, tóc tai thì gọn gàng. Vậy mà nghĩ sao mặc cái áo mà không đứng trước gương coi nè, bụi nó bám vô nè, thấy ghê không? Hồi nãy chị tưởng cho gào. Vậy mà chơi người ta. Không, cái này. Cái này không phải là gào. Cái gì? Cái trời ơi, làm sao đây dính rồi nè, trời ơi quá trời luôn. Ăn mặc lôi thôi hả, thì sao có bạn gái? Thiệt luôn á, anh chê người ta, anh phải chịu khó. Thường người ta nói là mình phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Đúng rồi. Trước khi chê người khác mình phải nhìn lại mình. Mình đã thực sự tốt chưa? Đúng, mình đã thực sự là một phiên bản hoàn hảo chưa? Đúng. Xong chưa? Chửi xong chưa? Nói đi, nãy giờ có nói. Dạ thứ hai mẹ, là cái máy giặt nhà con. Con giặt đồ lúc nào đem ra nó cũng dính cái bụi trắng nha, chứ không phải là bị gào. Ủa vậy hả? Dính bụi, nhưng mà dính bụi thì anh trước khi anh ra anh cũng phải tìm cái cách nào, ví dụ như là mình lăn hay là mình kiếm cái gì cho nó sạch cái bụi bước ra đường chứ. Thì tôi qua đây là tôi tìm hai bà là vậy đó. Vậy nhờ là có cái cách gì mà giúp để đồ giặt không bị mấy cái bụi, cái bám, cái trắng, cái dơ nó dính như thế này nè. Đơn giản lắm, cái nào dính dục vậy đi cho khỏe. Ủa bên đây là bán quán cà phê chứ đâu phải đây là giải đáp thắc mắc của bé đâu. Đúng mà rồi. Cái gì cũng hỏi. Đâu phải lúc nào cần đó nè, đó bởi vậy chỉ có chính là hết như tôi rồi. Dạ con mời chính con người ta chỉ vậy nè, con mời chính ngồi. Phải mới qua mà xài xể con có chính. Đúng rồi, cho nên bị xài xể lại. Đây con nói chính nghe, con nói bà Tư là xuống sắc tại hồi xưa bà xấu. Trời ơi nữa đó, thấy không? Cắn luôn cả cái áo đi con. Dạ cái máy giặt nhà con có chính à. Mấy cái lông áo. Đúng rồi, mấy cái bụi đó nước bay đã dính vô trong áo nè. Sao con không lấy ra dễ mà. Không, có cái này hả, áo nó da trơn, phổi nó còn được. Nhiều cái áo mà thun 4 chiều chính nó dính vô trong. Nhất là mấy cái áo nỉ đồ đó. Đúng chính. Rồi, trời ơi, nó dính một cái là nó dính chắc dữ lắm. Mà chưa kể nó dính mà nhiều khi mấy cái góc kẹt này nè. Trời, cái lúc mình đi về người mồ hôi trời nó dính. Con tưởng là kiểu bị cái gì đeo dây chuyền không đó. Đúng rồi. Nè, nếu mà mình có tiền đó thì mình mua cái đồ lăn đó. Đó mình lăn á. Còn nếu mà mình không có tiền đó thì mình xuống chút xíu nữa mình mua cái cụm băng keo đó. Đó, cái cụm băng keo mà mua được băng keo dính hả chứ. Nguyên cái cụm băng keo đó, cái con lấy cái đầu ra cái con ịnh vô. Đó con lấy kéo cái dây kéo là kéo cái miếng keo ra đó, cái con ịnh vô, kéo ra ịnh vô là nó đi hết. Ủa tính ra cái mẹo hay nha. Có thể là băng keo không chỉ dán đồ mà có thể là hút cả những cái bụi dính lông nữa, ra dính hết dơ rồi cái gì là mấy cái bám rồi cái gì là nó ra hết. Tại vì có chất keo mà đó, rồi cái mình cuộn cái chỗ dơ lại, rồi cái mình cái việc mình kéo tiếp ra, mình kéo băng keo tiếp ra mình làm. Đúng rồi, tại vì đâu phải nhà nào cũng có được cái lăn lông đâu, đúng không chết. Với lại mình lựa cái cuộn băng keo mà cái bản nó bự chút xíu, cái mày lựa cuộn băng keo mà cái bạc nó chút xíu đó nha, chà cực lắm nha con. Hèn gì nãy kêu con là cái nào mà dính là dục, con tưởng đâu qua đây con ở trường không. Chào cả nhà, lại là chị Tư của Cà Phê Tử Tế đây. Thì ngày hôm nay chị Tư sẽ mách với tất cả mọi người một cái cách, một cái mẹo là làm sao để chúng ta có thể lấy những cái vết bẩn này, những cái lông mà khi mà chúng ta giặt máy, giặt đồ bằng máy đó thì nó sẽ hay có những cái lông mà nó dính, nó bám vô trong cái quần áo của chúng ta thì sẽ rất là khó lấy. Thì và thường là ở nhà thì không phải là nhà nào mình cũng có thể có được một cái cây lăn lông, đúng không? Đơn giản thôi, ở nhà mình sẽ lấy cái cuộn băng keo á đó, mình kéo ra cái bắt đầu cái lông nó dính chỗ nào cái hả, mình ịnh lên cái mình rút ra, ịnh lên rút ra, ịnh lên rút ra, là mấy cái lông đó nó sẽ dính vô trong cái keo đó đó, mình rút ra nó rất là dễ dàng và tiện lợi luôn. Làm thử nha và chúc các bạn thành công.